con Hans Dinner này để tìm ra một bạn sẽ đạt giải nhất và một bạn sẽ đạt giải nhì và một bạn sẽ đạt giải best. Giải nhất sẽ là gồm có là ba con quay này. Ba con quay này rất là ngầu, thiết kế rất là độc đáo. Đây nữa, con quay này nữa. Tức là sẽ cho ba bạn này sẽ lựa chọn ai mà đạt giải nhất cái con quay nào thì sẽ lựa chọn một trong ba cái con quay này. Và giải nhì sẽ là một cái hộp nhỏ này thôi. Và một giải bét, sẽ được một bịch kẹo thúi. Tức là bạn nào cũng được quà hết ha. Nhưng mà nhắc nhì bét thì đó, cái món quà nó có chất lượng khác nhau. Ok, bét thì là xu nhất. Ừ, bét là xu nhất. Còn bây giờ nhì là hơi xương đó. Mười nhì là hơi hên hên một chút. Đúng không? Hên hên đó. Vậy thì bây giờ là mình sẽ thi là ba vòng nha. Ba vòng. Vòng đầu tiên thì sẽ thi cái ngón trỏ. Vòng thứ hai ngón trỏ là sẽ thi cái con này. Rồi dễ à. Nha. Dễ lắm, dễ lắm. Cái nào mà quay lâu nhất á, nhưng mà để trên một ngón nha, để trên một ngón vậy nè, giống như quay vậy nè rồi. Quay. Để mà em ơi. Đây là đây. Đó. Đó, giống như vậy mà quay lâu nhất thì sẽ đạt được hai cái thẻ lúc quay này. Bạn nào nhì thì được một thẻ và đạt, bạn nào bét thì sẽ được một viên kẹo thúi. Và bạn đó phải ăn viên kẹo thúi tại thời điểm đó luôn. Rồi, cái lượt thứ hai sẽ là cái ngón trỏ này. Lượt thứ ba sẽ là cái ngón áp út này. Rồi, bây giờ tí nữa từng lượt thì sẽ có thể lệ như sau khác nhau ha. Bây giờ bắt đầu mình thi thôi nha. Rồi chuẩn bị ra. Chúc các bạn may mắn nhé. Chuẩn bị cầm con quay lên nào. Ngón trỏ nha. 1 2 3 bắt đầu. Rồi Bi đã thua lượt đầu tiên rồi. Bi biết nha. Bo sắp thua rồi. Ôi, cậu Viên rất là giữ phong độ kìa. Đợi em nha. Bi đi tránh ra, Bi cái đầu tránh ra. Rồi, bo hạng nhì. Rồi, Bo đã được hạng nhì. Cậu Viên đã thắng rồi, giỏi quá. Đây được lại, Viên là đang là nhất. Ủa? Rồi bây giờ cậu Vin phát cho cậu Vin hai cái thẻ lucky đây. Cái con 42.000, con 19.000, con Gedatsu và con Bonsley. Rồi phát cho cậu Vin hai thẻ. Phát cho Bon một thẻ con. Thôi phát đại đi. Phát con 88.900. Rồi phát cho Bi một. Nè bây giờ Bi tự lựa đây. Thôi nhắm mắt lại đi, 1, 2, 3 nhắm mắt lại là bóc cái nào được. Bóc đi, bóc một cái. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt bịt mũi lại. Rồi bịt mũi lại. Rồi kẹo núi rồi. Nhắm mắt lại. Rồi màu đen ăn ơi. Đây màu đen là cái gì vậy ta? Chocola có gì á. Gì hả? Rồi ăn thử đi. Em không, chocola. Cà phê. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Là con này. Rồi, giờ tiếp này. Ui, mẹ ơi. Con này ngón trỏ.
không, con ngồi đó ngón trỏ mà để thi rồi. Bây giờ tới con khác. À, ba con là ba ngón tay. Ba con, ta con. Bây giờ lựa chọn con nào, con màu xanh hay là con rồi. Con màu xanh ngón trỏ đúng không? Ngón giữa, ngón giữa. Rồi, bắt đầu đã. Chuẩn bị nè, chuẩn bị tư thế, Bi cũng chuẩn bị tư thế đi. Bi đã không một lần rồi. Bi chuẩn bị đi. 1 2 3. Mình quay cảnh đi. Bi cho Bi quy lại đi. Tội nghiệp Bi quy quá. Lại. Quy lại. Rồi cho lại một lần đi. 1 2 1 2 3. Rồi, Bi lại thua rồi. Rồi, chạy gì, chạy gì. Rồi, cậu Bi giỏi quá. Ờ. Rồi, cậu Bi 2 thẻ, Bo 1 thẻ. Trời ơi. Rồi, Bi ơi, Bi lại bóc thêm một cái màu nào nữa đây. Nè, kẹo thúi nè. Cũng không được. Xíu nữa, Bi chắc hai đứa một lần đi. Bi quay trước một lần. Ờ. Quay trước khoảng mấy giây đó. Không biết chứ nhỉ. Trứng thúi gì? Thưa thật là caramel, nhưng mà cái đó là cái màu đó là màu chính thức là màu gì? Lo lên trên. À, màu caramel thôi, caramel thật là màu cheese. Cheese là cheese. Phô mai. Cheese là phô mai đó. Mình nhấm ăn luôn. Rồi ăn đi, trời bị mắt luôn, thấy ghê quá à. Thôi, ăn đi. Ăn đi. Ăn xong rồi mình thi tiếp. Ăn đi. Ngon không? Ngon không? Trời ơi, nhấm cái miệng rồi chứ trời ơi. Làm sao? Ngon. Mùi khối lắm. Không biết là mùi khối không vậy? Được sao ngon không? Mùi gì á? Ngon hay dở? Con là đó, con là được giải cũng gọi là nhất rồi, được ăn kẹo mà hai bạn kia đâu được ăn kẹo đâu. Thôi bây giờ á, Bi chơi giỏi quá, Bi lớn nữa, bây giờ Bi chứ Bi nhường cho hai đứa khoảng 10 giây đi ha. 10 giây nhiều quá không? Thôi 10 giây nhiều quá, 5 giây đi ha. 1 2 3 4 5 rồi tới hai đứa kia quay nha. Ok không? Rồi ok nha. Chắc cũng lần. Rồi bây giờ là cái ngón áp út. Ngón áp út khó lắm đó. Đúng rồi. Ờ cái này. Con đừng có dơ cao quá. Con dơ cao để dưới vậy nè. Thấy cậu biết không? Ngón áp út. Đúng rồi, bo rồi đúng rồi. Áp út quá bo ơi, bo ơi. Đó là ngón út rồi. Ngón áp út là ngón này nè. Áp út nữa nè. Đó, đó đúng rồi. Ngón đó đó. Rồi Bi chuẩn bị. Ý là hai đứa này làm trước hả? Không, Bi làm trước khoảng 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Xong rồi cái hai đứa này là... Hiểu không? Tức là chắc hai đứa này 5 giây. Ok? 5 giây mình thua chắc luôn rồi đó. 5 giây 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ có 5 thôi mà, đúng không? Cố gắng lên hết rồi. Rồi cố gắng lên nha. 1. Khoan, chuẩn bị nha. 1. Bi, chuẩn bị chưa? Con để cho nó ngón áp út Bi ơi, ngón áp út là đúng cái này nè, còn không đó ngón út con. Ngón nào? Ngón đây. Nào cái này. Nè, ngón này nè. Ngón này nè. Đúng rồi, ngón đó đó Bi. Đó. Ừ. Thôi cho Bi ngón cho Bi ngón trỏ đi ha. Không. Cho Bi ngón trỏ đi. Không bằng nhau. Thôi bằng nhau. Thôi công bằng. Nhưng mà Bi cái ngón trỏ ngón áp út của Bi không có làm được. Ngay đây, thôi cho Bi ngón giữa đi, không có ngón trỏ thì cho Bi ngón giữa cũng được. Bi thua hai lần rồi mà ha. Ok thôi Bi cho con cái ngón giữa nha. Nãy hả? Ngón giữa. Ờ đúng rồi, cho Bi ngón giữa nha. Rồi
trời ơi. Rồi đó. Quay chưa. Ừ rồi nha. Không có gì phải khóc không, mình chơi mà, chơi cho vui mà đúng không? Đúng không? Xíu nữa dì sẽ tặng cho con một món quà nha. Quẩy lên. Một. Ủa phan chưa, 1, 2, 3 mà. Phan, 1, 2, 3 là binh đánh trước là đấm đếm 5. Đếm 5 xong rồi mẹ mới kêu bo với bi qua nha. Rồi, bình tĩnh đi mà nha, xíu nữa dì sẽ tặng cho con nguyên một bịch bánh, nguyên một bịch kẹo cuối luôn mà. Rớt ra ngoài rồi. Rồi gì dạ, lấy kẹo rúa ăn trước luôn hả? Ngon lắm. Lý trí chín cái cục ngon không vậy? Hay đó. Rồi, thôi, chuẩn bị bắt đầu đi. Bình tĩnh nha. Xíu nữa thua gì cũng sẽ tặng cho con một món quà luôn nha. Thế nào mình cũng thua à. Rồi. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Rồi bỏ vô. Rồi chuẩn bị nha. Bây giờ đếm 1 2 3 là cậu Binh đang đi trước nha. 1 2 3 4 5. Rồi 1 2 3 4 5 thì là tới con với Bi nha. Chuẩn bị nha. Binh chuẩn bị nè. 1 2 3. Lấy luôn. 1 2 3 4 5. Lại. Rồi lại cho lại đi. Trời ơi thôi, bây giờ xí xá bỏ làm lại nha. Dạ. Rồi. Rồi binh lấy lại đây. 1 2 3. Rồi 1 2 3 4 5. Bo Bi. Đúng. Rồi Bi quay đi. Bấm quay đi. Bi lại thua nữa rồi. Bi quay một lần nữa thử coi. Không, để là phá mới được. Ủa sao con không đang thấu với đấu với cậu Binh tự nhiên con dừng lại. Rồi. Lại luôn đi. Rồi. Bây giờ lốn sống quá. Rồi lại nè. 1 1 2 3 là tập cậu Binh nha. 1 2 3. Bo 1 2 3 4 5. Bo Bi. Cố lên Bo ơi, cố lên, con phải giữ vững. Cố lên. Cố lên quay ơi. Cố lên. Bi cũng được lâu rồi kìa. Không, cũng về chắc luôn. Qua wow, con của cậu Binh về chạy dẫn quá ha. À. Con sắp chết rồi. Bây giờ chơi đó. Rồi con của Bi đã dừng rồi, con của Bo cũng sắp dừng rồi, con cậu Binh chạy rất là vững bởi vì cậu Binh cái tay cậu Binh nó để im, không có đung đưa gì hết cho nên là nó chạy nè. Rồi. Để con sẽ hạnh đi. Cái gì vậy? Gì đó? Chị Trinh Trang hả? Trời. Trinh Trang. Thảo quá à. Không. Trinh Trang. Binh biết làm gì nè. Rồi được rồi. Được rồi. Cứ tặng cho Bi một cái thẻ đi ha. Con cũng có hai thẻ mà. Tặng cho Bi thì cũng được ha. Rồi cậu Bi hai thẻ. Xong. Rồi giờ đếm thẻ đi. Bi được mấy thẻ? Bo được mấy thẻ? Hai. Và là con được giải gì rồi? Bi có một thẻ thôi. Bi tặng nguyên một bịch kẹo muối luôn. Xích. Nhiều. Xích hả? Rồi, vậy dĩ nhiên là cậu Binh đã đạt giải nhất rồi. Woo, yeah. Đây, giải nhất sẽ được cái bộ này. Con quay này gì rất là đẹp luôn. Yeah. Cái bộ này hay là ba hay là hai bộ này? Đây. Đây là cũng một bộ con này rất là đẹp. Trời, nó ướt. Trời ơi, Binh ơi, rồi được rồi, dì sẽ tặng cho con một con quay luôn. Đây, bây giờ tặng cho Binh một giải nhất. Yeah. Giờ chị tặng cho con một con quay luôn, con lái con nào con cứ lái. Đây tặng cho con nguyên một bịch kẹo thú nữa. Con sẽ chọn cái không. Hai cái này là giải nhất. Bây giờ con chỉ được lấy cái con màu trắng thôi. Đây là cái hộp con giải nhì. Tặng giải nhì.
gì đâu. Đó, vậy nói đó, đó, tính là đó. Chơi là phải thua là phải chơi phải có cái thắng có thua, chơi bữa sau mình sẽ phục thù lại nha. Rồi Bin, ở Bin gì cũng tặng cho con nguyên một con quà luôn. Rồi là tức là đó ai cũng có quà hết mà Bi Bi được thêm một bịch kẹo thúi nữa. Đó thấy không? Cái thúi này là gì, là gì đã mua tại cái gì kẹo bố ăn kẹo thôi, ai không ăn nhiều quá anh chi. Rồi đi xuống thôi, đi xuống thôi, đi kẹo bố rồi. Ê đừng bỏ đi đây con ơi. Để đi xuống thôi, đấy đi xuống thôi, nhanh nhanh. Tính lệ luôn. Để tao lấy đi con, đi tao lấy đi. Hỏi rồi. Để mẹ mời. Ờ, nãy lên. Mà ướp mình thử rồi. Ủa, con là trước con thua con cũng khóc vậy chứ bộ. Con thử. Con cũng giống mình Bi thôi. Con thử nè, con thử nè. Ờ, ăn cậu thúi rồi, bây giờ sống nhau ăn cậu thúi nè. Mỗi người mỗi người một cái tiết. Con thử nè. Để cho nữa mà. Bạn bóng. Xin ra. Này nó ngay chân. Biết kẹo này kẹo gì nha, chuẩn bị như thế cả. Chuẩn bị như thế này. Nè nè. Coi cái màu. Con ba ăn ba cục. Con ăn ba cục. Con ba ăn ba cục luôn hả? Chuẩn bị nè. Thấy gọn là chúng đồ ngon. Thấy gì mùi gì vậy? Mùi gì vậy? Mùi chuối. Chuối. Chuối chấm cây. Ê đừng có ói đây, ói đây, đừng ói đây nha. Cam hư. Cam hư hả? Cam hư. Cam hư. Dính cam hư. Rồi thẻ hả? Thẻ đây, tặng cho con luôn. Má rồi, nó thúi. Nó thúi ghê lắm hả? Nó xì hơi. Đã ăn được thấu rồi mà còn gà. Mùi cỏ. Mùi cỏ bữa con ăn hết rồi. Mùi cỏ này đó. Rồi đồng ăn. Cái này cái mới nè. Ăn cho cá. Gì cá chết á. Càng chết á. Càng chết hơn á. Con biết cái nào à. Ôi ngon. Chúng ăn như cho mở cho cái cửa vậy. Bò. Có dễ thối không? Cuối cùng cái bịch kẹo thúi Bi không ăn mà hai đứa này nó đạt thắng mà lợi mà nó ăn hết cái bịch kẹo thúi rồi. Ghê ghê quá, được cái hộp đó là biết nhất luôn rồi. Biết rồi, biết. Biết ngay là cậu Bin thế nào cũng thắng mà. Bye, bye. Cười xuống ra. Bye bye các bạn nha. Đừng quên cho Bobby Kiss một like and đăng ký kênh nha. Ê, ghê quá.